mình bị ung thư gan giai đoạn cuối thì nên kết hợp những cây thuốc như thế nào ạ? Chào bạn, đối với bệnh ung thư gan giai đoạn cuối thì bệnh nhân vẫn có thể sử dụng thêm cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh và hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Những vị thuốc tốt cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối đó là sử dụng kết hợp bài thuốc từ cây xạ đen, cây an xoa, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo để sắc nước uống hàng ngày. Với liều dùng là mỗi vị 30g, riêng cây bán chi liên thì 15g sắc nước uống. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline